Ui, đây anh em có thắc mắc cái gọi là xích thố vương nó trông như nào thì nó như này này. Và Zom nó cũng có cái khoản nhé. Nói chung là mình thấy là cái xích thố vương này nó khá là ngon cho dành cho Zom thôi. Kiểu như khi mà anh em bắn thì nó sẽ bị giảm sát thương đi nhiều lắm. Nó như kiểu một lớp phòng thủ gọi là nó chỉ trừ một máu thì kiểu thế. Ngoài phết. Với người thì cái phạm vi nó ngắn quá nên là đâm ra là rất là khó để anh em được kích hoạt được. Ui, mà thế mà vẫn leo lên tới đây này. Này, mình hỏi ngu cái là anh cái quả cầu tím tí này nó có tác dụng gì nhỉ? Nhìn thấy rất là lâu rồi, nhìn nó đẹp mắt đấy. Nhưng mà chưa thấy bao giờ là nó phải có tác dụng gì thì nó mới thả ra đấy chứ. Cái kiểu làm chậm zom hoặc là thế nào đấy nhỉ? Nay mình cũng có nỏ hư không, nỏ chính chủ nhưng mà mỗi tội là không có cái nảy thôi. Nhưng mà được cái là có cái tên vô hạn, này cũng ổn đấy chứ. Rồi ôi, hơi bị được nhá. Nay có vũ khí mới đấy, là một khổ lục anh em ạ. Nó nhìn như cái nằm đấu bốc ấy. Nhìn khá là nhìn cute. May xem hôm nay có may mắn được thử review cho anh em quả súng mới không. Này, 12 kill này, ui dồi, ngon quá. Tại chúng nó đứng lên hết lên cái khu này này. Nên là ở bên dưới không có thằng nào có kiếm hay là cái gì cả. Nên là, mẹ. Khiếp xong nó lên tới đây rồi, sao phải thủ dưới rồi anh em. Còn này thủ không ăn thua rồi. Đấy, con to bị hồi sinh đấy anh em. Tác dụng của nó đấy. Thấy không? Này, nó đứng, nó là zombie tiền hóa cao xong rồi hồi sinh tại chỗ là hơi bị mệt đấy. Gần như là khi nó hồi sinh luôn thì anh em không giết được luôn được. Kể cả bất kể vũ khí gì cũng phải mất một lúc thì mới giết được nó. Zombie cũng mạnh thật nhưng mà phải là zombie nhà có điều kiện anh em. Chứ zombie nghèo như mình thì nó bắn nó đúng như con mẹ thôi. Ui đây rồi. Phải như thế chứ, cũng kia cũng thân kia các người anh em. Ui hòn kìa. Chua cái đã. Ui thương xét luôn này. Ui dồi ôi lại nước hoa bóng tối à. Mà sao nhiều thế. Ăn gì mà có thêm nước hoa không đấy. Ỉa mẹ quần. Không nhìn được cái gì cả. Cái này có khu hiện cả đam cơ. Mà cái lớp sương mù nó ghét quá. Nhỏ vẫn đam vẫn to ấy như được. Có cái gì kìa này. Lết. Xô. Hơi bị được của nó. Lên nhanh không chết bây giờ. Kìa, cứ đứng dưới là chết. Ây, ui 5.000 máu kìa. Ui mẹ 5.000 máu mà không kết được thằng nào luôn. Ảo thật đấy. Chết đi. Ui con nhảy cao không anh em ơi. À, cũng thường xịn đấy mà. Ui dồi con nữ hoàng kìa, nó đối. Đấy, chết đéo. Cứ đứng ở trên cao là chết trước mày. Sao lại đứng ăn vậy. Có mẹ hai cái thùng gần nhau đủ. Chết luôn kìa. Cái thế phải vừa cầm một quả xích thố vương nhưng mà tức là hai cái thùng gần nhau quá nên mình không biết là mình nhặt hai thùng một lúc. Mất mẹ luôn lại cay. Thế nhở? Là siêu chiến binh này được test cận chiến đấy. Cái con này do zombie hồi sinh tại chỗ này. Đấy. Đây này mình sẽ thử cận chiến nó nhé. Ở đâu mất à? Được test rồi. Ui đây rồi. Cuối cùng thì mình cũng nở ra. Nỏ hư không. Nhưng mà lên gần 1 sao. Mẹ, 2 sao nữa thì mình tuyệt vời quá nhỉ. Ôi hòm kìa. Thôi kìa bạn. Dù gì cũng bị hành quá lâu rồi. Đây thằng này cũng có xích thu vương này. Bị hành quá lâu rồi. Giờ anh em phải tận hưởng thôi. Tận hưởng cái cầm khiêu cầm cái nỏ này. Ôi bạn chết hết kìa. Úi dồi, đúng rồi, cao đi. Ai còn đây mình đây. Đấy. Ok. Ôi ngon. Được. Bắn. Đây, đứng đúng điểm rồi. Đây, chúng ta sẽ có một cái điểm là chúng ta zombie nó sẽ. Ok, zombie hết rồi kìa. Đấy, đây rồi. Cái chỗ này là cái chỗ mà nó sẽ tấn công hai hướng luôn, cả trước cả sau này.
Cả lại vui phết này. So. Được thế nhỉ? Thế rồi. Chết luôn rồi. Hero. Chưa máu kìa. Ai thích. Chơi game khó thật đấy. Sự cần lọc mà. Ui mẹ. Ui, quả báo xét được phết nhỉ. Phết lên đâu, hả một kill lên kìa. Bom ép VIP. Ui dồi ôi, đi hết. Quá cả lì. Mà thế là hết.